Xin chào mọi người ạ. Thì sau đây mình xin trình bày cách thiết kế sơ đồ nguyên lý và đóng gói mạch chốt D. Thì mình sẽ tạo một shell view đặt tên là D-Lat ở một tool là Composer Schematic. Mình sẽ thiết kế bằng cách dùng 4 cổng NAND và sử dụng một cổng inverter. Thì để đi dây cho các linh kiện thì mình chỉ cần nhấn phím W hoặc là chọn quay. Thì đặc điểm của mạch chốt D đó là khi nào có tín hiệu sung clock hay còn gọi là tín hiệu của chăng enable thì ngõ ra sẽ lấy tín hiệu của ngõ vào D, và nếu như không có tín hiệu sung clock thì ngõ ra sẽ giữ nguyên trạng thái. Thì bây giờ mình sẽ gán các ngõ vào ngõ ra, các nguồn VDD VS cho mạch. Thì mình sẽ gán hai ngõ vào D là clock, mình sẽ gán ngõ ra quy và quy đảo. Thì ở một direction lúc này sẽ là output. Bây giờ mình sẽ tiếp tục gán hai nguồn VDD và VS thì ở một direction là input output. Mình sẽ gán nhãn vào các đường dây. Bây giờ sẽ kiểm tra và lưu. Nếu không có lỗi thì mình sẽ tiến hành đóng gói Create Shell View. Và chú ý ở một bottom là VSS và ở một top là VDD. Bây giờ mình sẽ tiến hành chỉnh sửa cho đúng với ký hiệu của mạch chốt D trong kỹ thuật số. Mình sẽ đặt tên cho linh kiện đóng gói là Delux. Thì sau khi đóng gói xong mình sẽ vào design kiểm tra và lưu. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tạo một shell view mới để tiến hành mô phỏng dạng sóng in out và đo công suất. Thì ở cái shell view mới này mình sẽ lấy mạch chốt D vừa được đóng gói. Và sẽ dùng thêm một nguồn VDC và hai nguồn VBus. Thì nguồn VDC mình sẽ tiếp tục lấy hai nguồn VBus. Và cuối cùng là các GND ạ.
mình sẽ tiến hành đi dây nối các nguồn với các ngõ vào của mạch chốt D. Mình sẽ thiết lập thông số cho nguồn VDC, điện áp DC là 1.2V, thông số cho nguồn Vbul là điện áp ở vol 2 là 1.2V, xung cạnh lên và xung cạnh xuống là 1B, và full width là 10U và một period là 20U. Tiếp tục cũng thiết lập thông số cho nguồn Vbul còn lại, thì full width nó sẽ mình sẽ chọn lớn hơn, đó là 20U và period là 40U. Mình sẽ vào Design Check and Sell để kiểm tra. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mô phỏng. Mình sẽ chọn mô phỏng dạng sóng AWD. Mình sẽ tiếp tục setup thư viện theo các đường link, theo các đường dẫn. Session mình sẽ chọn NN. Mình sẽ chọn thông số thời gian stop time là 100U. Và mình sẽ mô phỏng hai ngõ vào và hai ngõ ra. Netlist and run. Thì đây là dạng sóng của mạch chốt D. Khi mà có sum clock thì ngõ ra quy sẽ lấy tín hiệu của D và quy đảo sẽ ngược với quy. Tương tự khi mà không có sum clock thì ngõ ra sẽ giữ nguyên. Bây giờ mình sẽ mô phỏng dạng sóng công suất. Mình sẽ mô phỏng thêm áp và dòng. Thì sau khi có dạng sóng của áp và dòng, mình sẽ chọn máy tính, chọn quay và chọn một điểm bất kỳ trên dạng sóng áp và dòng. Sau đó chọn phím sao và plot thì nó sẽ xuất hiện ra dạng sóng công suất tức thời. Thì để tính được giá trị trung bình thì mình sẽ tiếp tục chọn máy tính, chọn dạng sóng của công suất và chọn hàm tính trung bình upgrade và nhấn chọn print thì nó sẽ in ra công suất là 9,603 nano. Thì đó là cách thiết kế mạch chốt D. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.